Gia đình kinh doanh mỹ phẩm ở miền Tây 4 lần trúng số độc đắc. Mỗi ngày mua 8 tờ vé số Vietlott Lót suốt 2 năm rưỡi, chị MH ở Cần Thơ đã được trúng giải jackpot trên 20,6 tỷ đồng. Cha chị này cũng 3 lần trúng giải độc đắc của vé số truyền thống. Sáng ngày 14 tháng 5, chi nhánh Cần Thơ của công ty xổ số, số, điện toán Việt Nam Vietlott trao giải jackpot của sản phẩm Mega 6 xe 45 trị giá 20,6 tỷ đồng cho chị MH tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Giải độc đắc này thuộc kỳ quay số thứ 435 ngày 3 tháng 5 mang chuỗi số 010614313544. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân thì nữ khách hàng nhận trên 18,5 tỷ đồng. Cha của chị Hắc cho biết là gia đình kinh doanh mỹ phẩm, hàng ngày cha con của cô, cô gái 31 tuổi đều mua 8 tờ vé số điện toán. Cha con tôi mê vé số nên hàng ngày suốt 2 năm rưỡi nay, gia đình tôi mua vé do máy chọn. Ngoài giải thưởng này thì gia đình tôi cũng đã 3 lần trúng giải đặc biệt của vé số truyền thống, người cha chia sẻ. Giá jackpot của hai sản phẩm Mega 6 45 và Power 6 55 liên tục nổ ra ở miền Tây trong suốt 2 tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5 2019. Trong ngày thì chị MH trúng giải độc đắc, Việt Lắc Cần Thơ cũng đã trao giải thưởng Power 6 55 trị giá gần 120 tỷ đồng cho công LBD kinh doanh thủy hải sản ở thành phố Cà Mau. Ông Nguyễn Hải Thoại, giám đốc Việt Lắc Cần Thơ cho biết từ đầu năm 2019 đến nay thì chị nhánh đã trao 9 giải jackpot với tổng trị giá trị lên 253 tỷ đồng.